Ở đây là trường cấp 3 của xã Hoài Đức đây. Đó, còn bên này là cái nhà, cái căn biệt thự 100 tỷ của một đại gia này các bác này. Đó. Thì 400 mét thổ cư thì nó nằm trên này. Nhà cửa đây. Đây là phía sau các bác. Thay tầm. Đó. Nhà gỗ thì mát mẻ, rộng rãi. Nhưng mà cái này mình thương lượng cho người ta để lại cho mình cái gian nhà gỗ thì tuyệt vời. Nỗ này nó sẽ đóng kén, trong này thì nó sẽ làm tổ trong đó. Nhà cửa ở đây thì rất là mát mẻ các bác nhá. Đây là phía sau nhà có những cái cây chanh các bác, rồi cây bơ này, cây sambuche này, cây mãng cầu gai này, cây sầu riêng này, cây trái rất là nhiều luôn. Bơ, vườn bơ các bác. Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Ngày hôm nay thì tiếp tục em xin giới thiệu cho cô bác và anh chị lô đất thuộc về xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì ở đây nó là nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phi Tô. Đất của mình thì giáp danh với nhà sinh hoạt cộng đồng này luôn. Lô đất này có tổng diện tích là 3.400 m², hơn 364 nha. Đất của mình là có 400 mét thổ cư này. Đó, nó là nguyên một dãy nhà bám toàn bộ dọc đường bê tông này. Và cách trường học, tiểu học ngay đây thì nó mất tầm khoảng 400 mét là ra tới trường học và ra tới trục đường đi liên xã nha. Là cách chỉ khoảng là 400 mét thôi. Đó, toàn bộ là đường rộng 6 mét. Rất là rộng luôn, ô tô vào tận nơi. Đường này là đường đi thông qua xã Hoài Đức nha. Từ đây mà chạy qua trung tâm của xã Hoài Đức á, thì nó mất là khoảng 4 cây số đi theo cái con đường này nha. Đi theo con đường này ra tới trung tâm của xã Hoài Đức là 4 cây số và ra tới đường tỉnh lộ 725 là ra tới trung tâm của xã Hoài Đức rồi. Thì ở đây á là toàn bộ là dân cư này các bác này, dân cư ở xung quanh đây. Thì đường điện nhà nước là bám dọc đường, trụ lớn luôn nha các bác, trụ lớn của nhà nước là bám dọc đường đây. Đó, còn đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời này. Đó. Đây cũng chiếu sáng các bác này. Nói chung là bám dọc đường là chiếu sáng hết nha. Dọc đường là có hết. Đấy. Chiếu sáng ban đêm là đầy đủ. Khu vực đây thì dân cư đông. Thì đây là cái đám đất của mình. Từ cái cọc này nha các bác, đằng sau của nhà hội trường thôn này giáp danh luôn. Chạy qua bên này thì đâu đó được khoảng là 25 m cái mặt tường tiền đường bê tông lớn này. Đó. Thì lô đất của mình có căn nhà luôn. Nhà này thì một căn nhà gỗ, một căn nhà xây nha.
Đây, qua tới giáp danh bên nhà hàng xóm đây là người ta cũng rào hết rồi này. Lưới B40 này. Đó. Hơn nữa là đất của mình có view hồ nha các bác, view hồ của Tân Thanh. Thì bây giờ em di chuyển vào trong nha. Thì mình có một căn nhà xây, một căn nhà gỗ. Thì các bác mua đô này á, là người ta rỡ nhà gỗ đem đi nha. Đó, người ta đem hết đồ đạc đi. Thì ở đây có một cái khoảng sân rất là lớn, sân bằng đất thôi, người ta chưa đổ nền nha, chưa đổ bê tông. Đó, đây là phía sau của hội trường thôn. Thì đây là cái đất của mình, là nó tới đây. Tới đây là của hội trường thôn này. Đó, nhưng mà này, đất của mình này đi vào trong này. Đó, cái bờ tường đây, từ đây là đổ xuống cuối đất luôn. Đó, đổ xuống cuối đất là cái bờ tường này giáp với hội trường thôn. Đây là cái nhà vệ sinh này, công trình phụ năng lượng mặt trời đầy đủ. Rồi nhà cửa này. Phục bên trong nhà của nhà xây. Trước ở đây thì người ta nuôi tằm các bác. Đây có những cái khay tằm. Khay tằm. Đó. Nhà gỗ thì mát mẻ, rộng rãi. Nhưng mà cái này mình thương lượng cho người ta để lại cho mình cái gian nhà gỗ thì tuyệt vời. Toàn gỗ thôi. Rất là đẹp. Đây là những cái khay để khi mà con tằm chín các bác, nó sẽ chui vào những cái lỗ này này. Đó, người ta bỏ cái khay này riêng ra, con tằm nó sẽ chui vào lỗ này. Nó sẽ đóng kén. Trong này thì nó sẽ làm tổ trong đó. Nhà cửa ở đây thì rất là mát mẻ đó nhá. Đây là phía sau nhà đây, mình có một cái giếng đào này các bác này. Giếng đào phía sau này. Đó. Đằng sau thì có những cây kiểng như hoa hồng này, cây sơ ri này, phong lan các bác nhá. Có phong lan luôn. Đó. Rồi những cái giống cây cà phê các bác. Phong lan này. Giống cây cà phê. Phong lan rất là đẹp luôn. Đó, nhà kho, vịt, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngan. Đây, đứng đây thì mình thấy được cái view hồ đó này. View hồ phía sau này. Hiện tại người ta đang tưới, nên là cái máy nổ người ta tưới từ hồ lên đó các bác. Đang trong mùa khô mà, nên là họ tưới rất là nhiều luôn. Tưới cà phê, tưới vườn cây. Đấy, cái bên này thì mình cũng rào lưới B40 hết rồi nha. Cả phía bên này nữa. Đó, của mình là chạy dài xuống là ngang 25 thì chạy sâu khoảng là 130m nha. Đất của mình là 3.400m². Sổ sách đầy đủ, hiện tại là đang vay ngân hàng nha các bác. Thì 400m thổ cư thì nó nằm trên này. Nhà cửa đây. Đây là phía sau các bác. Sổ đang vay ngân hàng thì cũng vay mấy trăm các bác. Các bác quan tâm thì cứ vào thương lượng với họ. Thì cái lô đất này người ta đang đưa ra cái giá là 1.6 tỷ cho toàn bộ lô đất này nha. 364, 400m thổ cư. Đường xá thì tiện ích, liên xã luôn. Đó, ở dưới đây là mình có những cái cây chanh các bác. Rồi cây bơ này, cây sambuche này, cây mãng cầu gai này, cây sầu riêng này, cây trái rất là nhiều luôn. Bơ, vườn bơ các bác. Ở đây thì người ta rào lại để người ta nuôi gà, nuôi ngan nên là người ta mới rào cái lưới đen này. Đấy, phía đây người ta nuôi dâu tằm nhá. Còn lại là bơ phía dưới này. Bên này thì rào lưới B40 rồi. Bên này cũng rào lưới B40 hết rồi. Đổ thẳng xuống dưới ao luôn. Đó. Cái ao thì người ta được đền bù làm hồ các bác. Đã đền bù rồi. Thì cái đất của mình là tới cái bụi tre kia thôi. Bụi tre kia rồi băng ngang qua. Là tổng diện tích là 364. Đó. Còn toàn bộ cây ăn trái cũng khá là nhiều nhá. Như sầu riêng, bơ là nhiều. Rồi chuối, rồi mít. Mãng cầu gai các bác. Đây bơ 034 này. Đó, đất thuộc nó nằm trong thôn Phi Tô, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Cách trường tiểu học thì chỉ có khoảng là 400m thôi. Là đường đi liên xã nha. Đây cây mận cầu gai quá nhá. Vườn bơ rất là đã luôn. Vườn bơ. Đây thì view hồ. Bơ 04 này. Đấy, bên này nói chung là rào bờ ranh bờ cõi hết đâu đó hết rồi. Lưới hết rồi. View hồ mình phía này. Chuối có buồng này. Bước ra tí. Thì cái nền đất của mình ở phía trên kia thì nó bằng các bác nhá. Bắt đầu đi xuống đây là nó lài này, nó lài đi xuống dưới cái ao luôn. Đó, cái ao, từ cái ao trở đi là người ta đền bù hồ hết rồi. Đó, thì toàn bộ là cái đất của mình là từ cái bụi chuối cả. Từ cái cây tre các bác ạ, bụi tre, bụi chuối này. Đấy, từ đấy vuông thẳng lên, đổ lên trên nhà luôn. Thì cái lô đất này là của một người đồng bào các bác nhá. Người đồng bào, người ta cũng đang đang vay ngân hàng. Nên là muốn bán đi, thứ nhất là để chia cho con cái. Cái thứ hai nữa để trả nợ cho ngân hàng. Để người ta rút sổ về thì mình đi công chứng thôi. Hiện tại người ta cũng vay mấy trăm trong ngân hàng á. Thì đang được bán giá là 1 tỷ 6 cho toàn bộ lô đất 3.400m2. Thì có 400m thổ cư. Nhà cửa điện nước đầy đủ. Còn về phần nhà gỗ thì mình thích thì mình có thể thương lượng lại với họ để lại cho mình nhá. Đó, bờ ranh bờ cõi là người ta rào kẽm ấy, gào lưới B40 hết rồi. Còn lại là vườn cây ăn trái. Mình không thích nuôi tằm thì mình có thể về bỏ hết cây dâu đi. Dâu đi lại nó khó khăn đó nhá. Đấy, toàn bộ một rất là nhiều bơ luôn. Bơ ở dưới này rất là nhiều nhá. Toàn bộ là bơ thu chính hết. Đó, thì cái đất của mình nó hướng lại xuống dưới. Đi lên đi xuống thì nó cũng dễ dàng thôi. Nói chung là đền bù thì đền bù, nhưng mà mình vẫn sử dụng với trong đất của mình nhá. Họ đền bù xong đâu đấy hết rồi. Còn lại, còn phần cái ao các bác. Phần cái ao thì mình cứ sử dụng thôi, không vấn đề gì hết. Đó, thì trong đây thì người Kinh và người đồng bào thì ở với cùng với nhau hết, không vấn đề gì nhá. Các bác không quan ngại á, không quan trọng vấn đề đó thì mình có thể lấy được nô này. Vì ở đây thì nó view hồ cũng khá là đẹp, mát mẻ. Nhà cửa sẵn. Điện nước là đầy đủ. Đó, cái đường chính là đi xuống dưới cuối đất của mình đây. Đây, bụi chuối này. Rào hết rồi, rào kín kẽ hết. Với cả nữa là sát cái hội trường thôn của xã Tân Thanh đây. Đó. Phía trên này thì nó lại bằng hơn. Còn ở dưới đây là nó lài xuống dưới quá. Ở đây, phía sau đây thì view rất là đẹp. Ở phía bên này thì nó là bên xã Hoài Đức này các bác này. Như ở đây là trường cấp 3 của xã Hoài Đức đây. Đó, còn bên này là cái nhà, cái căn biệt thự 100 tỷ của một đại gia này các bác này. Đó, thì từ đây chạy qua đấy thì nó tầm khoảng 3 đến 4 cây số thôi. Nó ra tới đường tỉnh lộ 725 và trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi trạm xã y tế của xã Hoài Đức nha. Đó, cái đường tỉnh lộ 725 thì nó bám dọc đường của những cái căn nhà này các bác này. Đó, tỉnh lộ 725 đó. Nói chung là đường được hướng đường này là đi tỉnh lộ 725 cũng được, mà cái hướng đường này cũng ra tỉnh lộ 725 nha. Các bác đến xem đất thì thấy được cái, nói chung là cái con đường thì nó tiện ích lắm. Nó đều là đi thông, đều là ra tỉnh lộ 725. Không cần phải bàn đến về cái con đường rồi. Còn đất đai ở đây thì nó là đất đỏ Ba Giang luôn. Đó, thì giá là 1 tỷ 6, các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nha. Ở đây thì đứng trong mát thì cực kỳ mát mẻ luôn. Còn view hồ ở ngay phía này thôi. Sau này vào mùa mưa thì nước có thể là ra tới tận đây nha các bác. Đó, hiện tại là bên này thì là cánh đồng lúa các bác này. Cánh đồng lúa của những người đồng bào này đang để cho bò ăn các bác. Thì dân cư đông đúc là bám dọc đường. Là người Kinh và người đồng bào là ở san sát với nhau hết, không ảnh hưởng gì nhá. Các bác quan tâm thì cứ vào xem đất và gặp chủ thương lượng. Đó, thì sổ sách thì hiện tại là người ta đang để ở ngân hàng. Các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé.
Đó, các bác vào xem và thương lượng giá cả với họ nhé, với chủ đất. Rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.